Cáo phó Linh mục Thomas Vũ Hữu Hiệp, Tòa Giám mục Vĩnh Long, 103 đường 3 tháng 2, Vĩnh Long, Việt Nam. Cáo phó, trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, Văn phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long trân trọng báo tin cha Thomas Vũ Hữu Hiệp, Linh mục hưu dưỡng giáo phận Vĩnh Long, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1943 tại Ninh Mỹ, Bùi Chu, họ đạo Ninh Mỹ, giáo phận Bùi Chu, thụ phong linh mục ngày 14 tháng 12 năm 1973, đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 15 phút thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại tư gia số 42 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo xứ Tân Thành, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 79 tuổi với 49 năm linh mục. Nghi thức tần liệm lúc 15 giờ Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022, linh cữu cha Thomas được quan tại tư gia quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nghi thức động quan và di quan về nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Vĩnh Long lúc 13 giờ thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022. Thánh lễ an táng tại nhà thờ chánh tòa lúc 9 giờ 30 phút thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2022. An táng tại phần mộ các linh mục trong đất thánh Tân Ngãi. Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cha Thomas được an nghỉ đời đời. Lý lịch linh mục. Linh mục Thomas Vũ Hữu Hiệp sinh ngày 25 tháng 6 năm 1943 tại Ninh Mỹ, Bùi Chu, họ đạo Ninh Mỹ, giáo phận Bùi Chu. Tên cha Thomas Vũ Hữu Nghĩa, tên mẹ Teresa Vũ Thị Miên. Rửa tội tại Ninh Mỹ, giáo phận Bùi Chu, thêm sức tại Ninh Mỹ, giáo phận Bùi Chu, vào tiểu chủng viện Francisco Xavier Bùi Chu ngày 1 tháng 9 năm 1958, vào đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long năm 1964, chịu chức linh mục ngày 14 tháng 12 năm 1973 do đức cha Francisco Trần Thanh Khâm. Những nơi phục vụ: từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ: 1. Phụ tá Cái Mơn từ năm 1974 đến năm 1989. 2. Chánh sở Rồng Tre và Rạch Gừa từ năm 1989 đến tháng 7 năm 2018. 3. Nghỉ hưu từ tháng 8 năm 2018. Qua đời lúc 23 giờ 15 phút thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022. Nơi qua đời: tại tư gia số 42 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo xứ Tân Thành, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Mai táng phần mộ các linh mục trong đất thánh Tân Ngãi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.